ơi, đến nha, đừng có khóc nha. Ôi ôi ôi, ngoan à, chữ ngoan nha. Trời ơi, nghiệm chơi đúng không? Đừng có khóc nữa nghe. Hân thua với bạn chó Chi, bị chủ đánh khóc không có một giọt nước mắt. Gần đây trên TikTok xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh chú chó cưng khóc tức tưởi nhưng khi nhìn kỹ không hề có giọt nước mắt nào cụ thể. Chú chó trốn đi ra ngoài làm đại ca rồi đánh lộn với mấy bạn hàng xóm. Khi bị chủ đánh thì thúc thích có vẻ tức tưởi lắm. Trong đoạn video cô chủ phải ngồi dỗ mẻ nín cạn nước miếng. Sau đó bên dưới video thu hút nhiều bình luận rơm rã như: lần đầu tiên thấy chú cún biết khóc nhõng nhẽo dễ thương quá. Chú chó thật giang hồ khi đi cắn nhau với chó nhà hàng xóm. Nhưng khi gặp chủ bé cún lại dễ thương và đáng yêu thật. Tội nghiệp bé cún quá, quá oan ức nhưng mà hài quá, cười muốn đội thương luôn. Một tài khoản khác lại đổ lỗi cho cô chủ nhỏ, cắn lộn hăng quá bị bà đánh. Đáng lẽ nó nín khóc rồi đó mà bà làm nó ức chế hơn nên phải khóc tiếp, khóc mà không có một giọt nước mắt. Người ta là con trai thà đổ máu không đổ lệ, bình luận chất nhất của năm là đây. Tất sổ đỏ đi kẻo ẻm giận ẻm châm luôn, chủ kênh liền trả lời hài hước, cất kỹ lắm. Cảm nghĩ của các bạn như thế nào khi xem video này? Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh để nhận được video sớm nhất bạn nhé!